Mình sẽ đi cắm trại ha, và sẽ test review các thiết bị mà hai vợ chồng mình đã mua trong khoảng 2 tháng gần đây. Mình xem phía sau quá trời, sẽ review chi tiết, mọi người chờ xem nha. Thực ra theo kế hoạch thì cuối tuần này là hai vợ chồng mình sẽ đi Cao Minh, đảo Cao Minh đó. Thì có liên hệ với chỗ quản lý của đảo Cao Minh thì người ta kêu là đảo Cao Minh thì tuần này đang sửa chữa và làm lại điện lưới, thành ra là chưa có đi được. Thì Cao Minh thì nó có hai cái Cao Minh nha mọi người, một cái là khu du lịch Cao Minh và một cái là đảo Cao Minh. Thì mình cũng đang thắc mắc là không biết là hai cái Cao Minh đó nó có chung một chủ là của ca sĩ Cao Minh hay không. Thì nếu như mọi người search Google là sẽ thấy cái đảo Cao Minh là của ca sĩ Cao Minh mua lại nguyên cái đảo đó, và bây giờ là chú Cao Minh chú khai thác về du lịch và ở đấy cũng khá là hoang sơ và đẹp. Hy vọng là qua tuần sau thì họ sẽ làm xong cái điện lưới thì vợ chồng mình sẽ đi xuống dưới đảo Cao Minh và sẽ review chi tiết về cái đảo đó cho mọi người coi. Trước mắt thì hôm nay hai vợ chồng mình sẽ đi La Ghi, đi xui xui trên con đường ven biển và xem có chỗ nào đẹp thì sẽ tiến hành cắm trại. Thì mọi người theo chân vợ chồng mình nhé, để coi chuyến đi này có gì thú vị ha. Ok, cảm ơn mọi người. Cả nhà.
Thấy mình khổ ghê không? Ăn xương cá được không? Cơm canh cắn xương cá. Cắm dài khổ lắm. Không có dung dưỡng gì đâu. Nóng quá. Khổ ghê sau mấy tiếng setup chuẩn bị bây giờ được ăn này cả nhà. Món hôm nay gồm có cá, cái này là cái cá mú nè, salad nè, tôm và thịt bò Mỹ, nước. Bên cạnh là có điều hòa di động mọi người nha, mình xài bằng cái máy phát của Ryobi Úc, nội địa Úc. Mời mọi người dùng bữa vào trong mình nha. Giới thiệu mọi người, đây là lều cắm trại của hai vợ chồng mình. Thấy tuyệt vời không? Quay xa cho mọi người coi nha. Hôm nay thì hai vợ chồng mình đi kiếm một chỗ để camping và đi theo cung đường ven biển, đi hướng về La Ghi. Thì trên cung đường thì resort rất là nhiều, nhưng mà hai vợ chồng mình thấy cũng rất là nhiều cái bãi cắm đẹp. Tuy nhiên là gần như là giống như kiểu nó nằm ở trong cái khu của các resort ấy, thì mình không dám vô. Rồi hôm nay mình chạy dọc đường mình thấy một cái quán cà phê. Mình sẽ tag cái location, vị trí của quán cà phê của cô chủ này. Cô rất là dễ thương. Cô kêu mình cứ đi xuống dưới phía sau nhà chỗ quán của cô coi đi, coi ok không, ok thì ở lại cắm. Thì mình mới dừng xe lại và mình đi xuống đây thì quá tuyệt vời mọi người ơi. Cũng làm rất là cẩn thận là họ lát gạch tàu ở đây hết. Ở hướng này là hướng nhìn thẳng ra biển, tại vì tối rồi nên là mình sẽ không thấy, nhưng mà tiếng sóng vỗ rì rào vẫn nghe rất là rõ. Và cô làm các cái khung như thế này, cái cột gỗ. Tuy nhiên có một cái vấn đề là cô không có kéo điện ra đây. Thành ra là mọi người muốn cắm trại tại đây thì phải chủ động về điện nha. Điện, cái quán của cô thì nó nằm ở trên này. Cái quán của cô thì nằm gần đầu đường này. Thì cô làm cái bậc đi xuống đây, xong ở đây có cái khu này để cắm trại. Đó, thì mình phải chủ động về điện nha. Thì trong cái chuyến cắm trại lần này thì mình có đầu tư, không biết mọi người có nghe rõ không, tiếng máy phát. Mình có mua một cái máy phát của hãng Ryobi. Cái này làm... lúc đầu mình đang tính mua một cái điều hòa cửa sổ. Thực ra là mình đi cắm trại một vài lần rồi mình thấy nó rất là nóng, là tối mệt lắm, nóng nực quá, cảm giác rất là khó chịu. Nên ra mình đầu tư cái này. Hàng này là của hãng Media, hàng này của Việt Nam mọi người nha. Nó vừa làm nóng được vừa làm lạnh được, nói chung nó là điều hòa. Đó. Thì mình phối hợp cái này với lại cái máy phát là ok. Hai thằng này chạy với nhau là thoải mái. Bình thường thì mình chưa xài bật điều hòa thì nó chưa nóng lắm, mình để chế độ quạt. Thì cái Ryobi này nó kêu cũng rất là dễ chịu, nhẹ nhàng. Cho mọi người xem đó, đây là cái xe kéo được đồ kem. Cái này thực sự rất là ngon nha mọi người, đáng để đầu tư. Cái này trọng lượng kéo của nó tới 120kg lắm, có thể kéo hơn luôn á. Mình để lên test thử rồi, ngon rất là chắc. Đây là cái lều của mình, làm lều thì không có gì nói, là lều bình thường. Mình đang đun nước pha trà uống nha mọi người. Chờ ra coi khoai nướng biết đi nó có thành không, nó cháy. Mình đi một vòng cho mọi người xem nha. Có hai vợ chồng già nhà mình cắm ở đây thôi. Ở dưới của cái lều này là mình có một cái đệm hơi, mình không bỏ ở trong lều, mình để ngoài thôi. Mình bơm căng cái đệm hơi lên xong mình đặt cái lều lên trên. Đèn hoa tráng lệ các kiểu luôn ha. Thực ra hôm nay rất là vui là kiếm được cái chỗ cắm trại khá ưng ý mọi người. Sau những khoảng thời gian làm gì căng thẳng thì mình dành một chút thời gian
để tận hưởng cái không khí biển, hít thở không khí trong lành ở phía ngoài. Cũng là một cách trải nghiệm cũng khá là hay và thú vị. Chỉ là đi cắm trại, mình cố gắng là tiện mi ở mức tối đa rồi. Mình nghĩ là như mình đầu tư như vậy là gần như là tối đa rồi. Là có máy phát, có điều hòa. Mình nghĩ như vậy là ok. Mọi người nếu như mà có cần mình tư vấn là mua những cái thiết bị này ở đâu thì mình sẽ chỉ cho mọi người. Bây giờ là 1:30 sáng. Trời như mưa. 50 cũng hay. Mát. Mặc dù mình đã tăng cường một cái điều hòa nhưng mà ở biển gió nó lạnh quá, thì ra rất là nóng nha. Không biết là ngủ được không. Mình sẽ cố gắng ngủ một chút nha. Mưa gió cả đêm, sáng sớm đón bình minh như này quá là xứng đáng. Đêm không thể tự nhiên yên bình ở đây. Hello mọi người. Sáng sớm làm ly cà phê sáng. Phía trên kia là cái chòi của cô chủ á. Mình có nói tới đêm hôm qua thì sáng nay cô có ghé ra hỏi thăm hai vợ chồng. Kêu là hồi đêm thấy mưa to quá mà không biết hai đứa ở đây có bị sao không. Công nhận hồi đêm mưa to lắm. Mưa mà mọi người xem à. Lều rồi sáng nay mấy cái để phía ngoài ướt hết trơn à. Cơ mà mưa điều hòa vẫn bật, máy nổ vẫn chạy cả đêm cho chạy. Cô có xuống thì cô có kêu tí nữa lên trên nhà cô chơi. Nhà cô có cái vườn lan bên kia đường á, cô kêu cái vườn lan nhà cô đẹp lắm,
ra hai chồng mình uống cà phê xong sẽ lên vườn lan của cổ chơi, sau đó rồi chờ cho lều bạt nó khô khén rồi lúc đó mình sắp xếp dọn dẹp lại. Còn bây giờ nhẹ nhàng làm ly cà phê sáng, bóp luyện cơ tay, ướt dẹp nhẹp hết luôn, phơi xong. Kinh nghiệm xương máu nha mọi người, kinh nghiệm xương máu khi dựng lều nha, là cái lớp phủ bạt phía bên ngoài á, mọi người phủ cho nó rất là cẩn thận, ràng níu lại, và cái mép của cái bạt ngoài này nè, mép này nè, cái này nha, nó phải phủ qua cái lớp phía trong này nè và ràng ra hai bên luôn, chứ không hả mưa hả, mưa là nó dớt cú xuống hết. Amiso quá dữ. Rồi tập nhà Adiso này là mình là dân Lâm Đồng mà. Adiso này mọi người cũng mua nguyên trái Adiso về, nuôi cái bông Adiso về xong mình cắt lấy cái bông luôn, cái lõi để ăn nha, còn cái phần bông phía ngoài á cảnh ừ là mình bây giờ nóng là mình xao lên mình làm trà. Bữa sáng ở đây thì siêu nắng, nắng lắm. Nên là mọi người đi cắm trại thì thực ra cái chỗ này chỉ lý tưởng khi cắm trại về chiều tối thôi. Có cái bãi biển thì rất là đẹp. Chứ còn nếu như mà buổi sáng sớm mà tới đây là gọi là để dựng lều cắm trại là không hợp lý, nóng lắm. Thì lúc đấy có thể là ở trên cái chòi chơi, xong rồi chiều xuống đây cắm thì được. Nhờ biển nó đẹp nha, cái biển này rất là phẳng, tắm rất sướng. Đây là quán cơm gia đình Hiếu Nam mọi người nha. Mình có để số điện thoại của cô chủ, cũng tên Hiếu Nam luôn mọi người nha. Cái location mình có check trong cái Google Map á, mình để cái vị trí này rồi. Cách ở bên này và cách ở bên kia cũng Google hết. Ờ, cũng hết chưa? Cô nói là khiêm tốn, cô chỉ có 20 mẫu cho nhiều. Vâng. Bên này cô làm rất nhiều cái không gian và tiểu cảnh mọi người nha. Đây này là gỗ, bộ này đều toàn bộ là cẩm lai nha mọi người. Cẩm lai tay mình chưa bằng được cái cổ. Đây, cả mặt thì mình ơn cái đó, cả mặt dày rồi mà cái đó nó tình ảnh được, mọi người biết rồi. Được chứ, và đây là mình lan của cô. Wow. Mình người ở đây luôn sao cô? Tôi là người thanh thiên và người rất ba trong mẫu và nộng vậy đó. Dạ, đập quá, cô đập quá. Đập xong rồi. Wow. Tức là cái đá sạch này là cô mua từ Ấn Độ. À, xong rồi Đà Nẵng, các cái tượng, những cái con đập này. Sau đó là cô sẽ ở đây. Rất là đẹp, rất là yên tĩnh. Đúng như cô nói là tu tại gia, thành ra không gian ở đây rất là yên tĩnh. Đây là cảnh tăng trưởng. Đó nha, để nhà sạch sẽ nha. Thứ mình đi du lịch mình cố gắng mình dọn sạch sẽ tối đa nhất có thể. Rác mình dọn từ gọn nguồn gốc. Sẽ nhờ cô chủ của sẽ đi đổi giùm mình và thứ đồ gọn lại nhất mọi người nha. Và sẵn cho mọi người xem cái phê pha của xe kéo này, như xe tăng. Cái xe này là cả nhà, xe này ngon, xe đẹp kìa.